Khi có sức khỏe, chúng ta có hàng nghìn triệu ước. Khi không có sức khỏe, chúng ta chỉ có một điều duy nhất là ước có sức khỏe. Trong những năm tháng gần đây, chúng ta thấy đời sống vật chất ngày càng được cải thiện. Những bệnh tật gia tăng hơn người, nhất là những căn bệnh có thể phòng tránh được. Những căn bệnh không lây truyền, không di truyền như tim mạch, ung thư, tiểu đường, v.v. Theo thống kê mới nhất tháng 12 năm 2016, trong cuốn sách The China Study, tên tiếng Việt là Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, thì hiện nay ở Mỹ có hơn 30 triệu người bị bệnh tiểu đường. Cứ 3 người chết thì có 1 người chết vì bệnh tim mạch. Số người chết vì bệnh tim mạch nó lớn hơn tất cả các căn bệnh khác, kể cả ung thư. Và những căn bệnh này hiện nay ở Việt Nam cũng đang gia tăng rất là nhanh chóng. Vì vậy, cái nhiệm vụ lớn nhất của ngành y tế hiện nay không phải là cố gắng nghiên cứu tìm những loại thuốc mới, phát minh những loại thuốc mới để chữa bệnh, mà cái nhiệm vụ lớn nhất của ngành y tế hiện nay là cố gắng giảm cái tỷ lệ người mắc bệnh. Thì như thế thì mới giảm đi cái áp lực dành cho gia đình và gánh nặng đè lên cái ngành y tế xã hội của chính phủ các nước. Năm 7 tuổi thì ba tôi đã bệnh viện ra đi vì một căn bệnh có thể điều trị được, có thể chữa phòng trị tránh được. Và những năm tháng cuối đời thì ba tôi còn bị bệnh cả căn bệnh tiểu đường. Khi đó ba tôi ra đi chỉ mới 38 tuổi, một cái tuổi còn khá trẻ. Thì cũng vì từ đó mà nó thôi thúc trong tôi cố gắng tìm kiếm một cái giải pháp nào đó, một cái công trình nghiên cứu nào đó có tính chất lớn mạnh, ảnh hưởng đến toàn cầu để mang về để chia sẻ cùng với cộng đồng Việt Nam. Thì rất may mắn trong cái hành trình đó thì chúng tôi bắt gặp The China Study. Cũng xin chia sẻ với quý vị là để đưa được tác phẩm này về Việt Nam đã trải qua một hành trình hơn 12 tháng với rất nhiều cái vòng đàm phán gắt gao về bản quyền và trải qua những cái cuộc cạnh tranh với các đối tác. Nhưng may mắn Thanh Hoa đã chuyển thể tác phẩm này được về đến với Việt Nam. Đây là một công trình nghiên cứu kéo dài hơn 20 năm với sự đóng góp của hơn 30 bác sĩ đến từ các trường đại học Cornell, Đại học Oxford và Viện Y học Dự phòng của Trung Quốc. Công trình này đã tiến hành trên 1.500 làng xã tại Trung Quốc. Có thể khẳng định rằng đây là một cuốn sách, một công trình nghiên cứu khoa học lớn nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại chúng ta đến thời điểm hiện nay. Và tôi tự tin khẳng định rằng đây là một cuốn sách, là một tác phẩm mà bất cứ ai, bất cứ một gia đình nào cũng cần phải sở hữu nó. Nếu các bạn có thời gian đọc nó là điều tuyệt vời. Ứng dụng được những phương pháp đó vào trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày càng tuyệt vời hơn. Và nếu các bạn không làm được hai điều trên, chỉ cần đặt lên đầu giường nằm gối và ngủ thôi cũng sẽ bất bệnh tật.